Thời gian qua, phóng viên báo chí đã theo dõi và phát hiện một cây xăng ở Đồng Nai móc túi nhiều khách hàng bằng những thủ thuật rất tinh vi. Từ nhân viên đến người được cho là cửa hàng trưởng, liên tục bơm xăng nối số, móc túi nhiều khách hàng. Tận thấy bên trong bệnh viện Bay Orbis ở Cần Thơ. Những câu chuyện thú vị về việc biến xe buýt thành những ngôi nhà di động. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp sống đương đại của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Chúng tôi là Hoàng Hiếu và Giang Thái, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút phát sóng với những câu chuyện đóng hội, những sự kiện đang được xã hội và dư luận quan tâm. Sau đó thì các vấn đề đáng cảnh báo cùng những sự việc, câu chuyện thú vị, độc lạ về mọi mặt của đời sống dân sinh cùng những giai thoại mang màu sắc nhân văn trong đời sống hôm nay cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ đến quý vị trong chương trình. Thưa quý vị, các nhân viên một trạm xăng không trả về số 0 mà bơm nối số để móc túi khách hàng, đó là chiêu ăn gian ở một cây xăng tại Đồng Nai. Và trên hình là nơi xảy ra vụ việc gian lận mà Hoàng Hiếu nhắc đến, đó là trạm xăng dầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tổng công ty 28 trên đường Bùi Văn Hòa, khu phố 6, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Nhiều ngày túc trực ở đây, phóng viên báo chí đã ghi nhận từ nhân viên đến người được cho là cửa hàng trưởng liên tục bơm xăng nối số, móc túi nhiều khách hàng. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự điều tra đặc biệt sau đây để thấy thủ thuật móc túi nhiều khách được trạm xăng này thực hiện như thế nào. Trạm xăng dầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty 28, đường Bùi Văn Hòa, khu phố 6, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, nằm ngay cổng khu công nghiệp Long Bình với một vị trí đắc địa đối với khu công nghiệp Biên Hòa 2. Mỗi ngày có hàng ngàn khách hàng ghé vào trạm này đổ xăng. Tuy nhiên, mặc cho đây là một trạm xăng của quân đội, các nhân viên, cửa hàng trưởng trạm xăng này hùa nhau gian lận móc túi của khách hàng đổ xăng. Chiều ngày 16 tháng 3, trạm xăng dầu lúc này có rất đông xe máy và xe tải vào đổ xăng. Hai nhân viên và cửa hàng trưởng liên tục bơm xăng cho khách và thu tiền. Tuy nhiên, dù trụ xăng có ghi rõ dòng chữ trả về không trước khi bơm và kiểm tra chỉ số trước và sau khi bơm xăng dầu, nhưng cả ba người làm việc ở trạm xăng này hầu như không trả về không mà liên tục bơm nối số. 17 giờ 24 phút, nhân viên trạm xăng khoảng 40 tuổi, mặc đồng phục, cầm vòi bơm ở trụ số 2 để bơm xăng nối số liên tục cho nhiều khách hàng. Con số cuối cùng mà người này bơm lên là 705.000 đồng rồi mới chịu trả về số 0. 2 phút sau, nam nhân viên trạm xăng ở trụ này bơm xăng cho khách nối số từ 50.310 đồng cho một người đàn ông. Sau khi khách trả tiền, người này không trả về không mà tiếp tục cầm vòi bơm xăng đi bơm cho nhiều vị khách khác. Ông kinh phóng viên ghi nhận, người này sau đó bơm liên tục cho nhiều khách lên đến 420.150 đồng mà không trả về không. Trong lúc này, một nam nhân viên khác cũng thực hiện tương tự. Mặc dù có nhiều khách ở trước trụ mình nhưng không bơm, lại chọn những vị khách ở rất xa khu vực khuất đồng hồ để bơm xăng. Liên tục trong các ngày 16, 28, 31 tháng 3, phóng viên ghi nhận các nhân viên ở đây đều bơm xăng nối số cho khách hàng và họ nhẩm rất nhanh khi tính tiền cho khách. Tuy nhiên, việc này không phải vì khách đông, ưu tiên phục vụ mà là để móc túi từ 10.000 đồng đến khoảng 30.000 đồng mà khách không hề hay biết. 18 giờ ngày 17 tháng 3, sau khi bơm xăng cho một cô gái, đồng hồ trụ bơm chuyển số 191.000 đồng thì nam nhân viên liền bơm xăng vào xe máy cho một người phụ nữ đi xe biển số Nghệ An. Trên đồng hồ trụ xăng hiển thị từ 191.000 lên 231.860 đồng, tức là bơm cho khách 40.860 đồng. Nhưng nhân viên trạm xăng thản nhiên lấy 50.000 đồng của người phụ nữ rồi bấm về số 0 mà không trả lại gần 10.000 đồng tiền thừa cho khách. Liền ngay sau đó, nhân viên bơm xăng cho một xe máy khác biển số Đồng Nai. Đồng hồ trụ xăng đã hiển thị là 110.400 đồng, thì nhân viên này bơm nói số lên 150.200 đồng. Cô gái đưa ra tờ 100.000 đồng, thì nam nhân viên trả lại 50.000 đồng chẵn và cô gái đã bị móc túi 10.200 đồng mà không hề hay biết. Tương tự, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3, nam nhân viên của cửa hàng bơm nói số từ 115.030 đồng lên 155.540 đồng cho một người phụ nữ đi xe biển số Đồng Nai đang chở một bé trai và móc túi của người này gần 10.000 đồng.
Cứ sau mỗi lần ăn gian được tiền của khách hàng, nhân viên cây xăng lại trả về số 0. Trong hàng trăm thước phim mà phóng viên ghi lại, các nhân viên tại trạm xăng này đều sử dụng thủ thuật bơm nối số nhằm gian lận tiền của khách. Thậm chí, ngay cả cửa hàng trưởng cũng dùng chung chiêu thức gian lận này để trộm tiền của khách. Gần 18 giờ ngày 28 tháng 3, người đàn ông tự xưng là cửa hàng trưởng khoảng 60 tuổi, mặc áo màu xanh bộ đội, bơm xăng nối số cho một cô gái chạy xe máy biển số Phú Yên từ 80.700 đồng lên 110.200 đồng. Dù số tiền xăng đổ cho cô gái là khoảng 30.000 đồng, nhưng cửa hàng trưởng lại lấy 50.000 đồng. Sau đó, ông này nhanh chóng trở lại trụ xăng trả về số 0. Ngay sau đó, ông này tiếp tục bán xăng cho một cô gái chạy xe SH biển số Đồng Nai. Tranh thủ lúc cô gái đang mua vé số, ông này bơm nối từ 180.800 đồng lên 270.000 đồng, rồi lấy tờ tiền 100.000 đồng, gian lận 10.000 đồng. Chiều ngày 30 tháng 3, vị cửa hàng trưởng tiếp tục bơm nối cho nhiều khách và ăn gian của một khách nữ chạy xe biển số Nghệ An gần 10.000 đồng. Đến chiều ngày 1 tháng 4, ông kinh phóng viên tiếp tục ghi nhận ông này lại ăn gian của một cô gái 10.000 đồng khi cô này vừa mua vé số, vừa mua xăng ở cửa hàng này. Theo phóng viên điều tra thì trong nhiều ngày với hàng chục clip ghi nhận được, thể hiện các nhân viên, trạm trưởng của trạm xăng ăn gian của khách hàng bằng chiêu bơm nối số từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng thì nhiều người cho hay có nghe, có biết nhưng cho qua. Và có hơn chục người sau khi được phóng viên thông tin cho họ biết về việc bị ăn gian tiền đổ xăng thì họ có vẻ cam chịu, xem như đó là phí cho việc tiện đường và cho là số tiền không lớn. Vâng ạ, có thể là đối với nhiều người bị gian lận 10.000 đến 20.000 thì chẳng đáng là bao, rồi lâu lâu thì mới bị một lần. Nhưng thử tính xem, trạm xăng này một ngày gian lận không biết bao nhiêu người, chiếm đoạt bao nhiêu tiền trong một tháng. Số tiền móc túi này ắt là không hề nhỏ. Nhưng quan trọng hơn, việc tặc lưỡi cho qua của khách hàng đã vô tình tiếp tay cho việc gian lận này kéo dài ạ. Vâng ạ, cũng hy vọng là việc gian lận này đã chấm dứt vì theo thông tin từ báo chí. Trung tá Phạm Hồng Minh, Phó Giám đốc Công ty Xăng Dầu 28, Tổng Công ty 28, cho biết đã xử lý các cá nhân liên quan đến thông tin mà báo chí phản ánh về các chiêu thức gian lận tại trạm xăng do đơn vị quản lý. Ban Giám đốc Công ty Xăng Dầu 28 đã đình chỉ công tác đối với trạm trưởng và trạm phó, đồng thời cử một người thay thế. Đại diện Công ty Xăng Dầu 28 cũng cho hay, các thông tin mà báo chí phản ánh là đúng sự thật. Doanh nghiệp cảm ơn báo chí đã thông tin, đồng thời đề nghị cung cấp các nội dung vi phạm để đơn vị có cơ sở xử lý nghiêm, đồng thời rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh trong toàn hệ thống. Nhưng thiết nghĩ thì đó chỉ mới là xử lý nội bộ và chưa thể mang tính răn đe ngoài xã hội. Liệu rằng còn có những trạm xăng hay là cây xăng nào khác có hành vi gian lận như trên hay không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Vấn đề là mức xử phạt hành chính còn quá nhẹ. Do đó thì việc xử lý hình sự hay là tăng mức xử phạt các đối tượng là cần thiết để làm giảm tình trạng gian lận gây bức xúc như trên. Còn bây giờ thì xin được giới thiệu đến Giang Thái cũng như là quý vị. Đây là một chiếc máy bay được đậu ở cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Thấy rõ ràng là một chiếc máy bay rồi đó. Nhưng mà nếu Hoàng Hiếu giới thiệu như vậy thì chắc chắn là trên chiếc máy bay này có gì đặc biệt đúng không? Giang Thái thật là tinh ý. Thật ra là bên trong nó là một bệnh viện hiện đại với nhiều máy móc có thể thực hiện được các ca phẫu thuật phức tạp về mắt, hay còn được gọi với tên gọi là Bệnh viện Bay Orbis đó Giang Thái. Và bệnh viện bay được thiết kế như thế nào, mang sứ mệnh gì đối với cộng đồng? Mời quý vị cùng khám phá ngay sau đây. Đến Việt Nam lần thứ 12, tổ chức Orbis quốc tế đã chọn điểm đến là Cần Thơ. Theo lịch trình từ ngày 8 tháng 5, các chuyên gia của Orbis đã tổ chức chương trình đào tạo thực hành lâm sàng cho các bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng ngay trên máy bay. Đồng thời, tổ chức phẫu thuật hướng dẫn thực hành cho các y bác sĩ ngay trên bệnh viện bay. Về cái lĩnh vực y tế á, thì đối với Cần Thơ phải là trung tâm dùng về cái lĩnh vực y tế chuyên sâu. Do vậy thành phố Cần Thơ rất tranh thủ với bộ ngành trung ương, đặc biệt là Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư, làm sao tiếp cận được cái chương trình là đối với bệnh viện AI COVID này để làm sao để nâng cao cái trình độ của lực lượng y bác sĩ của thành phố Cần Thơ. Bà Y Hilton, giám đốc khai thác của FedEx Việt Nam và Campuchia, cảm thấy rất vui và nhìn nhận được hiệu quả từ sự hợp tác của FedEx và Orbis. Khi tham quan tàu bay, tôi đã gặp một cậu bé ở trên đó. Cậu bé được mổ, thì tôi tin là sau khi cậu bé được mổ thì sẽ cải thiện, và tôi cảm thấy hoạt động này rất là ý nghĩa. Tôi rất vui khi thấy những hiệu quả của sự hợp tác giữa FedEx và Orbis.
và chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác sẽ giúp đào tạo cho cán bộ y tế, cán bộ nhãn khoa tại địa phương và sau này sẽ giúp nhiều người hơn nữa để có thể chung tay cùng Airbus trong cuộc chiến phòng chống mù lòa tại Cần Thơ cũng như các nước. Bệnh viện bay được thiết kế như một bệnh viện thu nhỏ, bao gồm đầy đủ các phòng chức năng như phòng tập huấn đào tạo với đầy đủ máy móc thiết bị truyền trực tiếp từ phòng mổ ra trên màn hình, phòng chờ dành cho người nhà bệnh nhân và nơi chứa các thiết bị mô phỏng y khoa, phòng mổ với đầy đủ trang thiết bị, phòng xét nghiệm, phòng kỹ thuật, v.v. Đây là chương trình được tổ chức đầu tiên sau 3 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Trong 3 tuần ở tại Cần Thơ, đội ngũ chuyên gia và bác sĩ của Airbus đào tạo trực tiếp cho 52 cán bộ y tế chuyên ngành nhãn khoa, bao gồm bác sĩ nhãn khoa, điều dưỡng, kỹ sư y sinh và bác sĩ gây mê, nhằm nâng cao năng lực khám và điều trị các bệnh gây mù và suy giảm thị lực phổ biến nhất trong cộng đồng. Quý vị thân mến, những năm trở lại đây, phong trào đi du lịch cắm trại được nhiều người đón nhận tích cực, đặc biệt sau thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát. Nhiều gia đình có nhu cầu đi du lịch rất lớn. Hiểu được tâm lý này, mới đây anh Hồng Sơn sống tại Hà Nội với niềm đam mê xe kéo cắm trại nhiều năm nay đã quyết định sở hữu cho mình chiếc xe độc lạ này. Anh nhập khung gầm từ Nhật Bản, tự dựng hoàn thiện các hạng mục như là giường, bếp, điện, nước, đưa gia đình đi du lịch trải nghiệm. Với niềm đam mê xe kéo cắm trại nhiều năm nay, anh Hồng Sơn sống tại Hà Nội đã hiện thực hóa ước mơ của mình. Anh nhập khung gầm từ Nhật Bản, tự dựng hoàn thiện các hạng mục như giường, bếp, điện, nước, đưa gia đình đi du lịch trải nghiệm. Do là gia đình mình đông người cho nên mình làm thêm để có chỗ nghỉ ngơi. Cái này mình đã ấp ủ khá là lâu rồi. Mình nhập cái bộ khung từ Nhật về, sau đấy mình xem những cái mẫu ở trên mạng nó phù hợp, mấy cả tham khảo cái luật của Việt Nam mình cho phép kéo những cái xe kéo nó dưới 750 cân mà không cần đăng kiểm. Thì hiện giờ cái xe này khoảng trên 500 cân. Thân xe là làm bằng nhôm cách nhiệt, tổng chiều dài của nó là gần 4 mét, chiều cao là 2,5. Cái thời gian thi công là khá nhanh, khoảng 2-3 tuần thôi. Tổng chi phí nó khoảng dưới 100 triệu. Chiếc xe được anh trang hoàng đầy đủ các dụng cụ, thiết bị phục vụ tốt nhất cho mọi chuyến đi. Và mọi cuộc hành trình đều được anh Sơn kỹ lưỡng, kiểm tra và cho chạy thử. Cấu hình của nó thì cũng chỉ là cơ bản thôi, gồm có bể nước 90 lít và đặc biệt con này là có 3 bếp. Mình có chế một cái điều hòa mini, công suất nó khoảng 400W max. Khu bếp chính thì có đèn và hệ thống điện. Đây là chiếc lốc dàn nóng điều hòa, chiếc tủ lạnh là 20 lít. Phải làm lại cái hệ thống điện để kéo đi nó an toàn. Khi mà xe chính này xi nhan thì xe sau cũng xi nhan, khó lùi thôi, còn đi tiến thì không ảnh hưởng lắm. Thiết kế bên trong thì khá đơn giản, gồm có một đèn trần này, một quạt 12V này và cái lốc lạnh của điều hòa, 7 ngăn tủ để được rất nhiều đồ, hai người lớn và một trẻ nhỏ được. Trước khi mà di chuyển trên đường là mình đã kiểm tra khá là kỹ rồi và đưa vào những cái cung đường nó xấu để test. Mình thấy nó tiện hơn lều trại rất là nhiều, sạch sẽ này, an toàn này. Không có một cái điều hơi bất tiện đó là trailer này thì lại chưa có toilet, nhà tắm. Ở trên mobile home thì nó đã có nhà vệ sinh này, bếp này và phòng ngủ rồi, thì con này sẽ phục vụ thêm. Với niềm đam mê ấy, tin rằng chiếc xe sẽ ngày càng được trang bị đầy đủ hơn nữa, là nơi anh Sơn cùng gia đình có những trải nghiệm thật thú vị trên mọi cung đường đi qua. Nhân câu chuyện chiếc xe của anh Hồng Sơn, Trang Thái sẽ được chia sẻ một câu chuyện tương tự của một cặp vợ chồng người Mỹ có chung đam mê đi du lịch. Họ đã thành công trong việc biến hóa chiếc xe buýt cũ thành một căn nhà nhỏ đáng yêu với đầy đủ tiện nghi. Thế nhưng mục tiêu của họ là gì? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện thú vị ngay sau đây. Kelsey và Jamie là cặp đôi vợ chồng mới cưới có chung sở thích đi du lịch, nhưng họ không muốn tiêu tốn quá nhiều tiền vào việc mua vé và thuê khách sạn. Vì vậy, họ quyết định mua một chiếc xe buýt cũ trên eBay và biến nó thành một ngôi nhà di động. Sau khi tháo dỡ các ghế ngồi, họ nâng độ cao của trần xe để khiến ngôi nhà trở nên rộng rãi hơn và bao phủ không gian trong nhà bằng gỗ để đem lại cảm giác ấm cúng. Sau 8 tháng vất vả làm việc và xem hàng trăm video hướng dẫn trên Internet, cặp vợ chồng đã thành công trong việc biến hóa chiếc xe buýt cũ thành một căn nhà nhỏ đáng yêu và đầy đủ tiện nghi. Giờ đây, cặp vợ chồng có thể vừa du ngoạn thế giới, vừa tiết kiệm tiền, vừa được hòa mình với thiên nhiên dọc đường đi. Còn tại Ai Cập, một cô gái đã có ý tưởng táo bạo và biến nó thành hiện thực khi biến chiếc xe buýt thành một ngôi nhà di động. Và nguyên nhân cho điều mà hiếm người làm này là gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi chuyện này ngay sau đây quý vị nhé. Cô gái được nhắc đến là Yara Salabi. Cô đã biến chiếc xe buýt thành một ngôi nhà di động như chúng ta đang chứng kiến.
cô muốn tiết kiệm tiền thuê nhà và bắt đầu những chuyến đi của riêng mình. Salabi đã mua một chiếc xe buýt cũ và cải tạo thành ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Cô sẽ ở trong ngôi nhà này thay vì phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng. Dự định của cô là dùng ngôi nhà của mình cho các chuyến đi vào sa mạc ở Ai Cập. Chuyên mục Trà Giả Nhiệt, MV Nấu Ăn Cho Em. Câu chuyện về hành trình lên vùng cao thăm các em nhỏ tại hai điểm trường ở Mường Chà, Điện Biên. Báo với cả nhà một tin vui. Anh Hoàng Hoa Trung, chủ nhiệm nhóm nuôi em mới nhắn tin bảo là hôm nay nhờ mọi người lan tỏa nên đã có hơn 1.000 em nhỏ được nhận nuôi. Cảm ơn cả nhà mình nhiều. Đó là những chia sẻ của nghệ sĩ rapper Đen Vâu trên trang cá nhân của mình về thành quả liên quan đến đoạn phim ca nhạc Nấu Ăn Cho Em kết hợp với ca sĩ Bia Linh, Hương Linh phát hành vào ngày 13 tháng 5 vừa qua. Nhưng mà chưa hết đâu Giang Thái ơi, cũng theo Đen Vâu thì toàn bộ doanh thu từ lượt nghe và xem có bài hát Nấu Ăn Cho Em từ nay về sau sẽ được dành cho dự án xây trường và nuôi em. Vâng ạ, lại thêm một việc làm tử tế đến từ những bạn trẻ như là Đen Vâu. Và câu chuyện thú vị nhưng rất ý nghĩa này cũng thay cho lời kết mà chương trình Nhịp Sống Đương Đại ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị. Trước khi nói lời chào tạm biệt, thay mặt những người thực hiện chương trình, Hoàng Hiếu và Giang Thái xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Và quý vị ơi, đừng quên khung giờ phát sóng mỗi ngày của chương trình Nhịp Sống Đương Đại vào lúc 11 giờ và 20 giờ trên kênh BTV1, phát lại lúc 12 giờ 30 và 21 giờ 30 trên kênh BTV2, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Nhịp Sống Đương Đại cũng đồng thời phát sóng trên kênh phát thanh FM Bình Dương 92.5 MHz vào lúc 5 giờ 30, 13 giờ 30 và 21 giờ mỗi ngày. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình Nhịp Sống Đương Đại trên kênh YouTube Truyền hình Bình Dương quý vị nhé. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. MV Nấu Ăn Cho Em là câu chuyện về hành trình lên vùng cao thăm các em nhỏ tại hai điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xá Tổng, Mường Chà, Điện Biên. Đó là một MV rõ ràng có nhiều nụ cười như thế. Sao nhiều bạn bình luận là xem rớt nước mắt thế nhỉ? Như một câu hỏi của chính Đen trên trang cá nhân. Và chỉ sau 4 ngày ra mắt, Nấu Ăn Cho Em trở thành MV thứ 16 của Đen Vâu, giành vị trí top 1 dòng thời sự trending trên YouTube Việt Nam. Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, sự thành công cũng như sức lan tỏa lớn chạm đến trái tim nhiều người của Nấu Ăn Cho Em đến từ nhiều yếu tố. Đó là việc theo trend chữa lành cùng những thông điệp nhân văn đầy cảm hứng về lòng tốt của con người, của chính Đen Vâu giữa đời sống thường nhật cũng như chuyện gian nan ngược vùng núi cao đi tìm con chữ nhưng lại lấp lánh nhiều điều tươi sáng. Để rồi, từ những hiệu ứng cảm xúc này, nhiều bạn trẻ đã đăng ký Nuôi Em, một dự án giúp trẻ em vùng cao có được những bữa ăn no để vững bước đến trường. 1.000 trẻ em nhận nuôi sau một MV của Đen Vâu có thể không lớn và khác biệt lắm so với những con số hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng mà các nghệ sĩ nổi tiếng khác thu được chỉ sau một lời kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ trên mạng xã hội. Bởi như chính Đen tâm sự, trước khi mình xây trường thì đã có hàng trăm ngôi trường được xây. Trước khi mình nuôi em thì đã có hàng chục ngàn em nhỏ được lo cơm. Mình không phải người đầu tiên và chắc chắn không là người cuối cùng. Nhưng sự khác biệt ngoài đến từ sự chữa lành, từ việc truyền cảm hứng không chỉ cho giới trẻ trong MV mà còn đến từ quan niệm rằng những việc tốt không có nghĩa là cần làm điều gì vĩ đại, cũng không cần phải là người vĩ đại mới làm được việc tốt. Một cái kẹp tóc cho em gái, một trái banh cho em trai, những con gấu bông, một bữa cơm ngon lành. Và để làm việc tốt thì cũng cần phải học. Thật may là trong đời sống này, có vô vàn những người ngày ngày vẫn đang cống hiến hết mình cho xã hội. Những tấm gương, việc làm đó chính là giáo án để tôi nhìn nhận và học hỏi. Tôi nghĩ rằng khi tất cả mọi người đều nhìn vào điều tốt để học, để làm theo, thì xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp biết bao. Chính xác là muốn làm việc tốt thì cũng cần phải học. Và Đen Vâu với MV Nấu Ăn Cho Em là một trong những bài học sinh động. Nhưng không chỉ làm việc tốt, Đen còn truyền cảm hứng cho chúng ta về cách xử lý tình huống trong cuộc sống. Mà gần nhất là cách anh và ekip quyết định khóa MV Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực. Vì MV có hình ảnh máy bay trực thăng trùng với hình ảnh máy bay Bell 505 có số hiệu VN8650 gặp nạn vào ngày 4 tháng 5 năm 2023. Và vì nghệ sĩ và ekip không muốn tăng view theo cách buồn bã thế này.